đông nghẹt khách đến lễ hội văn hóa ẩm thực đặc sắc nhất thế giới tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước giờ khai mạc, lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024, lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới đã đông nghẹt khách đến tham quan, trải nghiệm. Dù 18 giờ chương trình khai mạc mới bắt đầu, nhưng từ 16 giờ, tấp nập khách đã đến khu du lịch Văn Thánh, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024. Cổng vào lễ hội gây ấn tượng với người dân, du khách. Đây là lễ hội từng 2 năm liên tiếp được giải thưởng ẩm thực thế giới bình chọn là lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2022 và 2023. Đồng thời là lễ hội ẩm thực Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2023. Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các tỉnh, thành và đối tác. Tấp nập du khách đến trước giờ khai mạc để thưởng thức món ngon trong lần trở lại với quy mô lớn hơn và ấn tượng hơn cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 tiếp tục là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực ba miền do các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng đến từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao thuộc Saigontourist Group cùng các đối tác. Ngay từ cổng vào, lễ hội gây ấn tượng mạnh với khách tham quan bởi tái hiện không gian chợ quê gần gũi, mộc mạc bằng các chất liệu thân thiện với môi trường. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, tái hiện sinh hoạt các làng nghề truyền thống cũng là những điểm thu hút khách trong và ngoài nước. Khách nước ngoài thích thú với các trải nghiệm tại lễ hội. Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group chia sẻ, bên cạnh mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch thành phố Hồ Chí Minh và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam. Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group còn được định hướng trở thành sự kiện mang tầm quốc tế, khi sự kiện này đã nhanh chóng khẳng định thông qua các giải thưởng quốc tế danh giá. Trước ngày mở cửa phục vụ công chúng, lễ hội đã bán được 10.000 vé cho thấy sức hấp dẫn của lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới này. Trong lần thứ 3 trở lại với công chúng, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động tương tác dành cho khách tham dự, ví dụ như tham gia bình chọn các món ngon được yêu thích nhất tại lễ hội, học làm bánh dân gian cùng các nghệ nhân, ông Trương Đức Hùng thông tin. Ông Trương Đức Hùng cho biết, trước ngày khai mạc lễ hội đã bán được tới 10.000 vé đến lễ hội, thực khách có cơ hội thưởng thức hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng vùng miền tại hơn 40 gian hàng ẩm thực được bố trí thành 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Trong số đó, có nhiều món ngon độc là lần đầu tiên được giới thiệu tại lễ hội. Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của các thương hiệu ẩm thực đến từ các tỉnh Bến Tre, Tây Ninh, các đối tác của Saigontourist Group như Việt Nam Airlines, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Satra. Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group cùng các đại biểu tham dự chương trình đánh trống khai mạc lễ hội không chỉ thưởng thức món ngon. Khách đến lễ hội còn được dịp hòa mình vào không gian tràn ngập không khí hội hè mang đậm bản sắc văn hóa dân gian ba miền. Cộng hưởng cùng không gian ẩm thực là khu vực thực cảnh các làng nghề truyền thống với điểm nhấn hơn 50 loại bánh dân gian, khu trò chơi dân gian và biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống theo lối rong diễn. Khách tham quan trải nghiệm cùng làm bánh, đây là hoạt động tương tác được nhiều khách chờ đón. Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 tại khu du lịch Văn Thánh mở cửa phục vụ thực khách từ 16-22 giờ liên tục từ ngày 28, ngày 21 tháng 3 năm 2024. Khách mua vé vào cổng có đính kèm coupon để sử dụng dịch vụ. Với giá vé trọn gói 200.000 đồng một người lớn, trẻ em cao dưới 1-4 m đi cùng được miễn phí.